các cái hoạt động của tụi mình vào ngày cuối tuần để chia sẻ cùng với mọi người xem là một cái cuối tuần bình thường thì mình sẽ có những cái hoạt động gì. Bây giờ đang là trưa thứ bảy thì tụi mình hôm nay là tụi mình dự định là sẽ đi siêu thị mua đồ cho đồ ăn cho tuần tới, rồi tụi mình sẽ tụ tập bạn bè để nấu, mình định làm bánh mì với bánh bao. Thì tuần nào cũng như tuần nào mình sẽ dành một ngày nào đó trong thứ bảy hoặc là chủ nhật để mình chỉ có nấu và ăn uống thôi, những cái món mà mình thích nhưng mà trong tuần mình không có làm được, vì bình thường trong tuần thì mình chỉ làm những cái món ăn đơn giản hàng ngày thôi, còn cuối tuần thì những cái món bánh là những món mà nó cần công phu một chút thì tụi mình sẽ đi dành vào cuối tuần và sẽ rủ bạn bè cùng làm chung cho vui. Trước khi đi siêu thị thì mình sẽ ghé một cái chợ đặc biệt ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, là cái khu chợ giống như là chợ truyền thống ở Đan Mạch. Thì hầu hết mọi người sẽ mua thực phẩm ở siêu thị nhưng mà người ta vẫn duy trì cái chợ truyền thống là vào sáng thứ tư, sáng thứ tư và sáng thứ bảy hàng tuần, cho nên là mình sẽ ghé vào đó và quay một chút để giới thiệu với mọi người, sau đó thì mình sẽ đi siêu thị. Hai anh trợ lý. Hello. Theo như mình xem dự báo thời tiết á, thì ngày hôm nay là cái ngày mà trời nó sẽ âm u cuối cùng trước khi chính thức bước vào mùa hè. Nhưng mà cái âm u nó chỉ diễn ra tới khoảng giờ chiều thôi. Bắt đầu từ 4 tới 5 giờ thì trời sẽ bắt đầu nắng lên, và bắt đầu từ ngày mai là trời sẽ nắng đẹp, mây bay bồng bềnh hoặc là không có mây. Không tin được. Không tin hả? Có. Cái thành phố mà mình đang sống á, nó có tên là Aarhus, và nó có một cái trường đại học là tên là Aarhus University luôn. Thì đi khắp thành phố á, mình sẽ thấy những cái tòa nhà đây, nó có tên là Aarhus University này, và nó rải rác khắp thành phố, cho nên là khi tới đây á, người ta hẹn là gặp nhau ở trường đại học Aarhus á, thì mình sẽ không biết được là hẹn nhau ở đâu. Vì các cái khoa của trường là nó rải rác khắp nơi, cứ đi một đoạn thì sẽ thấy, đi một đoạn là sẽ thấy. Cái mùa này á, thì hoa nở rất là nhiều, mà đặc biệt á, là hoa poppy á, nó là cái hoa mà kiểu màu đỏ đỏ và nó thuộc cái họ hoa anh túc á, rất là đẹp. Mai mốt nữa khi mà hoa nó nở rộ á, mình sẽ đi quay cho mọi người cùng xem. Rồi có một chú người Đan Mạch hay là một anh gì đó lơ xe giùm, lâu lắm rồi không đổ chuyện qua. À, anh cầm cho đó đi. Sắp theo túi đi. Xe kìa, mình thường sẽ cầm theo túi để mà đựng đồ chứ không có dùng túi ni lông. Có cần lấy tiền không? Chờ lúc tiếp. Ở đây chắc họ cũng cho quẹt thẻ đúng không anh? Anh xui. Cho rồi không đi nhớ. Đây, anh cầm cho. Đây nó giới thiệu túi gia truyền. Muốn mua cái gì không? Không à. Mua đi dòm thử đi. Dòm thử có cái gì không? Hải sản.
Màu đơn này nhiều màu lắm. Một bó là 40 mà mua 3 bó là 100. Một chậu 16, 4 chậu 60. Rồi mua bộ bay. Đây khi mà bấm số bấm tiền xong á thì nó sẽ hiện tên của cái người bán hoa này, tên cái tiệm đó, thì mình trả là xong. Ở đây. Có những loại chi cực kỳ thúi, ví dụ như đây siêu thúi. Rẻ hả ta? Rẻ thử thầy. Anh sợ hả? Thì cái chợ này á, chủ yếu nó sẽ bán những cái trái cây và rau củ mà người ta tự trồng. À, có những cây giống nữa, ví dụ như bên kia người ta có bán cây ớt, cây cà chua. Đây có ngò nữa nè. Có ngò. Ừ, ngò mình nè, mua không? Mua cây ngò đi. Ngò đúng không ta? Thơm không? Thơm, thơm. Thơm đúng không? Có cây bí nữa nè. Cây bí giống nè. How much is it? How much is it? 25 yeah. And where is the number? Okay, thank you. Yes. In Serbo. Yeah. Thank you. Yes, thank you. Have a good day. Thì nó chỉ có chút xíu như vậy thôi. Rồi chủ yếu là mở ra để cho những người mà nông dân mà làm nhỏ lẻ người ta bán. Và hầu hết các sản phẩm ở đây là organic, là các cái sản phẩm hữu cơ. Và những người mà đi mua thì kiểu như họ cũng sẽ enjoy cái không khí chợ truyền thống ngày xưa. Ở đây như có mật đúng không anh? Có mật ong, có nước ép trái cây. Nói chung là những cái đồ không phải là đồ công nghiệp mà là đồ handmade. Handmade. Đây là sẽ có rất là nhiều cái cửa hàng người ta bán cheese mà là cheese handmade. Thì ở Đan Mạch đó, rất là nổi tiếng các sản phẩm về sữa. Cho nên là cheese là một trong những cái sản phẩm đó. Nếu mà tới Đan Mạch thì mình phải thử cheese nè, yogurt nè, yaour nè, sữa. Còn chi nữa không anh? Bơ. Bơ, đó. Rất là nổi tiếng. Cho dù là những cái nó không có một cái thương hiệu cheese nào gọi là nổi tiếng thế giới giống như ở Đức hay là ở Thụy Sĩ, không phải, giống như ở Ý, ở Thụy Sĩ hay là ở Pháp, nhưng mà
nó có rất là nhiều loại cheese. Thông thường á, mà những cái loại cheese mà sản xuất ra từ những cái gia đình truyền thống á, thì nó sẽ ít có được phổ biến trên thế giới, nhưng mà những người mà đã từng thử qua nó á, thì họ sẽ rất là thích. Ờ, đó là gì? Đây nè, một trong những loại cheese nè. Đi qua hàng cheese mà kêu là thúi. Bây giờ anh trợ lý sẽ đi mua hot dog cho tụi mình ăn trưa. Ê, to quá. Để thấy đó. Thấy không? Ok. Ketchup. Yep. Yep. Đứng đây có hồi không? Ờ, đứng qua đây. Đứng qua bên kia đi. Đây là phần của mình, còn đây là của phần anh trợ lý. Anh mua hai phần hết nhiêu? Hết 70. 70 là cỡ bao nhiêu tiền Việt? Chừng 220 tiền Việt. 220 tiền Việt à? Ok. Vô xúc tích ở Đan Mạch cũng khá là ngon. Cho luôn miếng ketchup. Ngon quá. Ở đây toàn là người Đan Mạch thôi, không có khách du lịch. Đan Mạch từ ngày 15 tháng 6 sẽ mở cửa cho các nước mà có ít bị lây nhiễm hoặc là đang kiểm soát tốt, ví dụ như là Na Uy, một số vùng của Đức. Đức hình như mở luôn đúng không anh? Nhưng mà không mở cửa cho Thụy Điển. Tại vì chính sách kiểm soát dịch của Thụy Điển là giống với Anh, nghĩa là cho thả cửa luôn, không có đóng cửa gì hết, cho nên là dịch bệnh thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Tụi mình vừa mang trưa xong và rời khỏi chợ truyền thống. Bây giờ là tụi mình sẽ đi tới địa điểm tiếp theo, chính là đi lấy đậu hũ, đậu khuôn á. Thì mình đặt của một chị Việt Nam chỉ làm cho mình. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi qua đó lấy, và tiếp theo sau đó mình lấy đậu khuôn rồi mình qua mình đón Nguyên luôn anh. Có đi siêu thị không? Có đi nó đi siêu thị không? Nguyên có đi siêu thị không? Đi nối điện thôi. Thì. Nó đi siêu thị. Tụi mình đã tới nơi và bây giờ anh trợ lý đang vô để lấy đậu khuôn. Thì trong lúc chờ anh trợ lý á, mình sẽ tâm sự một chút. Một số anh chị em mà mới biết tới kênh YouTube Bốn Lúa của mình á, thì mới cứ hỏi là tại sao tên của mình lại có tên là Bốn Lúa. Thì nhân đây mình cũng trả lời luôn á, là tại vì tên ở nhà của mình là tên Lúa, còn mình là thứ tư. Chính vì vậy mà cái tên Facebook cũng như tên YouTube của mình đều là Bốn Lúa. Còn khi mà mình bắt đầu làm YouTube thì lúc đó mình đang ở Đan Mạch, cho nên là mình để cái tên là Bốn Lúa ở Đan Mạch thôi. Nhưng mà mai mốt có khi nếu mà mình về lại Việt Nam á, thì có thể là mình đổi là thành là Bốn Lúa Việt Nam. Anh trợ lý vừa lên lấy hai hộp đậu khuôn xong, bây giờ mình sẽ ghé siêu thị. Anh, mình đi siêu thị mình mua thịt luôn, thịt để làm nhân bánh bao đó, thóc tàn thóc bay đó. Đây, mình đã tới cái siêu thị châu Á. Còn trước bên cạnh đây á, chính là cái siêu thị rượu bia mà hôm trước sinh nhật của anh trợ lý đã bị banh xe. Ok, banh xe ba. Anh có kêu banh xe không anh? Không, banh là lỗ bánh rồi. À, banh xe là lỗ bánh hả? Mình xin lỗi. Đó. Ở đây họ cho đậu mấy tiếng? 3 tiếng đồng hồ đúng không? Thì trừ là mấy giờ? Là mấy giờ anh? 1 giờ mấy? 1 giờ 15 thì mình sẽ chỉnh 1 giờ 1 nấc. Đó. Đó, rồi.
Anh siêu thị này mình quay lên mấy lần rồi thì cầm gió không? Có luôn. Có bông điên điển luôn nè. Nấm mèo tươi nè. Nấm đông cô nè. Ớt tươi nè. Nghệ tươi nè. Riềng nè. Các loại rau. Lá lốt nè. Mía nè. Chị quay đó. Xả nè. Cần nước nè. Rau răm nè. Rau nhuốc nè. Giúp giúp cá nè. Rồi chi nữa. Tí chi không biết luôn á. Tí tô nè. Lá dứa nè. Rau má nè. Rau muống nè. Anh cái này cái chi? Không biết. Sần ô nè, cải nè, xoài xanh nè. 39 đồng, 4 nhưng mà 120.000. Bắp chuối nè. Qua nhà mình chơi luôn. Cây, con xin chào mọi người đi. Ngoài trời bắt đầu mưa. Mọi người có thấy cái cây hoa ngoài kia không? Mình đưa cái tay mình lên là nó mắt focus. Cây hoa đó gọi là hoa elderflower, dịch tiếng Việt á là nó là hoa cơm cháy. Cái hoa này nó rất là thơm và nó có, và mình có thể dùng nó để làm trà. À, mình chưa mua sữa nào. Sữa chi? Sữa đây là bánh bao. Đi. Quay lùi lại. Sữa mua thêm mang đi. Cái mang ở nhà còn ít lắm. Ok. Bước vào siêu thị bao giờ cũng có hoa và trái cây ở phía trước. Đó, đây là mấy cây thực dược nè. Mang là sẽ có mang ướt nè, mang khô nè. Thường là mình sẽ mua mang khô dễ sử dụng. Đó. Sữa đâu? Sữa là cũng ở đây luôn á chứ. Đây, mấy cái hộp này là hộp da ua nè. Mình lúc mà mình không quen, mình đọc không kỹ á thì mình sẽ không biết. Cái chai da ua mà người ta để y chang như chai sữa luôn á. Sữa đây nè, Milk nè. 0.5% Milk. Lấy sữa dưới hả? Đó, có 1, 2, 3, 4, 5 loại. Cái chỗ đấy là của campus đại học. Nó đối diện luôn với campus đại học luôn. Gần nhà thờ nữa. Cạnh cái nhà thờ luôn.
cô Lúa nói là bánh bao đã xong, bây giờ mọi người sẽ cùng nhau ăn tối bằng bánh bao. Hả? Cây hồ cành cô Lúa hả? Ok. Cây muốn ngồi gì? Đây là người nào? Mơ chứ. Cây cạnh mấy khi được người cạnh phố chú ăn. Quý lắm đó. Thì người đã thấy người cạnh ký khi nào đánh cá ta thì người cạnh con lúa phù con lúa đấy có thử vật mất tập trung hôm nay giống rồi sao hôm nay giống rồi thiếu trứng bây giờ thiếu thiếu lát sườn trứng thôi mà trứng ngâm rồi giống rồi thế là tưởng là không phải không vậy. Cái đỏ này là thử đúng không? Chị á thì... Ông, lúc nãy ông bảo là không đi mua vừa gặp vừa mua này nữa. Chị là chị không có ăn nhiều bánh bao á, nên là không biết thực sự là mùi vị nó phải như thế nào mới đốt. Cho nên thường á, ví dụ là bánh bao mà mình thấy ngon á, là ngon. Chứ còn không có cần thiết phải giống y như ở tiệm. Mà hồi xưa giờ ăn bánh bao không, không có lập tưởng này. Nói chung là lạp xưởng của em, lạp xưởng ăn bánh bao chuẩn là phải có lạp xưởng cho trứng, nhưng mà trứng Trung Quốc trứng gà, trứng cút thì có luôn, nhưng mà lạp xưởng thì không có. Nhưng mà về sau trên Hà Nội cũng không phải chỗ nào anh cũng muốn tìm trứng cút đâu, phần lớn là phải trứng gà. Ngon lắm, ngon ngon. Cái bột ok đấy, có cái lớp không? Cái lớp này này. Ừ. Cái lớp này là đúng rồi. Có lẽ là đúng, cái này là cái mùi thơm. Người ấy mùi thơm nên mùi thơm bánh bao. Em ăn rồi em, thịt hôm nay giống rồi. Thì gặp bây giờ nó cũng cắn gặp, nên là nó cay cái nãy giờ. Sáu. Sáu, đừng có sáu. Sáu đi em, mình vừa lên thành. Bây giờ mùi không. Sáu, mới đi ở Mỹ. Anh đi có sáu đi đấy. Rồi lên đường hòn coi gì vậy?